Xin chào các bạn đã quay trở lại với những review. Thì hôm nay ở đây mình có một cái module giảm áp vân tay K212. Sẽ giải mã vân tay cho cái module nhận dạng vân tay R305. Thì ngoài giải mã vân tay cho con R305 này thì nó có thể tương thích với R301, R303, R306 và R305F. Thì module này hoạt động từ ở mức nguyên áp từ 8 đến 24V với dòng 10mA, delay 0,5 giây. Module này nhận được tối đa là 200 vân tay. Kích thước của bo mạch là 89x55, 2x53. Thì ở đây, đây là các cổng vào ra của module. Đây là cổng nguồn, thường thì sẽ là sử dụng là 12V GDVC. Tiếp theo là đến cổng ra của dơ le. Đây các chân thường đóng thường mở LC, COM và LO. Tiếp đến là chân L cộng L trừ, thì hai chân này là chân cấp 12V vào để điều khiển dơ le và không cần đến module nhận dạng vân tay. Đây các bạn sẽ đấu cấp nguồn 12V là 2 dây này, thì nó sẽ đóng cắt thông cắt dơ le và không cần đến cái cảm biến cái nhận dạng vân tay. Tương tự với cái chân này thì sẽ có cổng open này. Cổng open này cũng có nhiệm vụ tương tự như vậy, nên các bạn chỉ cần chập hai chân này vào với nhau. Đây, các bạn chỉ cần chập hai chân này vào với nhau là nó cũng có thể đóng cắt. Như vậy các bạn có thể đấu hai chân này với một cái nút nhấn ở ngoài một, thì các bạn cũng có thể đóng cắt mà không cần đến cái nhận dạng vân tay. Đây là cổng truyền kết nối với cái nhận dạng vân tay. Và đây là cổng motor. Motor thì cái này sẽ điều khiển một cái motor. Thì cái này đầu ra là 5V, motor nhỏ thôi. Thì các bạn có thể áp dụng những cái motor loại nhỏ, motor giảm tốc, động cơ giảm tốc ấy. Thì cái này nó có thể đảo chiều, nó có hai chế độ, lúc các bạn có nhận dạng hoặc là có tín hiệu từ đây truyền vào từ cổng open hoặc là cổng L cộng trừ truyền vào, thì nó sẽ cho quay động cơ theo một chiều, sau đó dừng khoảng tầm 3-5 giây, hơn 5 giây thì phải, sau đó nó sẽ quay ngược chiều lại. Các bạn cảm tưởng như nó mở cửa ra ấy. Nó mở cửa ra sau đó nó sẽ đóng lại, sau một khoảng thời gian nó sẽ đóng lại như vậy. Đây có cái nút nhấn, đây là nút reset và đây là nút set chế độ. Đây là nút set để các bạn cài đặt dấu vân tay. Còn đây là set chế độ của dơ le và đây là set time là cái khoảng thời gian cho dơ le hoạt động được từ 2 đến 9 giây. Đây đèn báo và còi. Thì sau đây mình sẽ kết nối module và test. Thì tôi đã kết nối xong, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành test. Thì đầu tiên để các bạn có thể lưu dấu vân tay, thì trước hết tôi sẽ xóa hết, reset hết vân tay cũ. Đây tôi sẽ reset. Bây giờ reset tất cả dấu vân tay. Rồi tác dụng không? Bây giờ tiến hành set, thì ở góc cái này sẽ có nút set, các bạn sẽ nhấn nút set để bạn bắt đầu set vân tay. Thì các bạn sẽ thấy ở đây. Nghe hai lần. Thế nó đã hoạt động ở đây. Thì bây giờ để các bạn đi được một dấu vân tay tiếp theo, thì các bạn sẽ tiếp tục nhấn nút set. Các bạn sẽ làm lại như cũ. Đã nhận dấu vân tay tiếp theo của tôi. Bây giờ tôi đã thử. Đấy, như vậy là tôi đã có hai dấu vân tay. Thì tối đa cái module này các bạn có thể lưu được đó là 200 vân tay.
Thì chúng ta nói qua các chế độ. Thì ở đây sẽ có hai chế độ, là gạt về chế độ 2 thì đó là dơ le, điều chỉnh chế độ hoạt động của dơ le. Thì dơ le sẽ hoạt động đóng và cắt trong 0.5 giây. Nếu các bạn đây, tôi sẽ thử đây, các bạn nghe thấy tiếng dơ le chưa? Đây, nó sẽ đóng cắt, nó sẽ đóng cắt ngay 0.5 giây. Các bạn gạt sang chế độ 1 thì dơ le sẽ hoạt động trong khoảng thời gian từ 2 đến 9 giây, tùy vào cái thời gian các bạn đặt ở đây. Set time sẽ quy định thời gian đóng cắt của dơ le. Đây là cổng cổng ra của dơ le đây. Các bạn, tôi đang để max 9 giây thì 9 giây sau nó sẽ cắt. Đấy, rồi đấy, 9 nó đã cắt. Vì vậy, đây tôi sẽ xoay cái này xuống max min. Tôi để min 2 giây. Đấy các bạn ấy, 2 giây nó sẽ đóng một cắt. Đây là thời gian đóng của dơ le. Mở cái cổng cổng đóng và cổng thường đóng và thường mở của dơ le đây. Thì ở đây có hai chân nữa. Thì đây là chân open. Như này, như tôi đã nói, các bạn sẽ đấu với nhau, hoặc các bạn có thể đấu bằng cái nút nhấn để đóng cắt hoạt động của dơ le mà không cần đến cảm biến vân tay. Đây, tôi sẽ đấu thử các bạn đấy. Đấy, thì đấy là chân open, đây chân L là cộng và trừ. Thì hai chân này các bạn sẽ phải cấp nguồn 12V vào đây. Các bạn nhớ cấp đúng chân là trừ và là cộng. Đây trừ là âm, nhớ cấp 12V âm vào đây, cấp 12V dương vào đây. Các bạn đấy, đấy, nó cũng đóng cắt như vậy. Đây là hai cái chân mà các bạn có thể đóng cắt cái dơ le mà không cần đến cái module điện nhận vân tay này. Thì với cái cổng ra motor thì cái này nó sẽ có một cái chế độ, đó là khi các bạn xác nhận vân tay hoặc là kích hoạt vào cổng open hoặc là cổng cái cổng L cộng L trừ á, thì cái motor nó sẽ, cái cổng ra motor sẽ hoạt động, nó sẽ quay chiều thuận. Sau một khoảng thời gian nhất định nó sẽ quay ngược trở lại. Thì cái này áp dụng cho mấy bạn dùng mô hình, làm nhà mô hình đóng mở cửa rất là tốt. Cửa sẽ mở ra tự động và đóng lại tự động sau một khoảng thời gian. Cái thời gian này nó ngắn thôi. Và nguồn ra của cái cổng này cũng chỉ là 5V thôi, các bạn chỉ có thể sử dụng với mô hình. Đấy. Thì video của tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Các bạn hãy like và comment ở phía dưới để nhận xét về cái module này. Và các bạn nhớ subscribe và chia sẻ kênh video của nhóm review để biết thêm nhiều sản phẩm mới và các sản phẩm tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.